Thế à? Đây, các bạn đến kênh Cuộc Sống Miền Đông á. Hôm nay cũng 3 giờ chiều rồi. Nay mình cũng tiến hành mình thu cà bắp về ăn nha. Để sáng giờ sáng bẻ hết lứa rồi. Giờ cũng bẻ thêm luôn, la thêm lần nữa. Thêm lần nữa, quá nhiều rồi. Cái này khách mới vô nữa, cái này khách thập phương. Trái bự bự vậy nhưng mà vẫn còn non nha anh chị. Không nhút luôn nha. Anh cầm cái đít anh lắc lắc nó có độ đàn hồi không anh? Có. Bao độ đàn hồi nha. Nó là cái đào. Bẻ giờ phải mướn người đi bẻ vậy nè không? Người phải quay phim nữa. Tốn công đủ điều hết. Có đi. Trái cứ về mà còn chưa bẻ thấy không? Non nhút luôn đó. Quá ngon các bạn ơi. Quá. Gỗ này không hết rồi. Sáng nó bẻ 1 lần rồi nha các bạn. Sáng bẻ 1 lần 2 ký mấy rồi nha. Giờ vô phái bẻ nữa rồi cho bẻ luôn chứ sao giờ lẽ mình nó không cho bẻ cũng kỳ. Bẻ bị ho luôn rồi. Để qua đây quay cái cận cảnh xíu nha. Chồng có 4 hàng mà ăn nguyên cả sớm luôn à. Nay gà bắp hai mấy ngàn ký nha các bạn, cũng không tới 43 ngàn nữa đó. Này xuống hả? Nay hạ xuống rồi. Chia nhau ăn thôi, có bán buôn gì đâu. Cái hàng này đốt từ nhà chồng nha các bạn ơi. Bắp nhà chồng à. Có phân thuốc gì không? Không. Hả? Không. Dòm dưới nó cà, đồ không thấy đường dòm dưới. Dưới này chắc phải già rồi. Không con, già đâu. Con mới non, quan trọng coi đít á, đít ngon, ngon. Nó trái đó còn ăn được. Trái chồng nữa kìa. Đây hả? Ngon nhút. Sáng nó bẻ đợt rồi nha. Giờ này vẫn còn non nhút nha. Sao bán được hả? Nhìn trái vậy không có già đâu nha. Nè. Ngon lắm. Non nhút luôn nè. Bẻ gãy hết nha. Nè, cái nào nó bẻ gãy hết trơn. Nè để tắm bẻ đi. Hồi chia ít ăn. Bẻ cái lớn ra đi. Bẻ cái lớn ra. Quá trời dưới này nè. Quay trên mà bẻ dưới nè 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 đây nè. Dấu này bẻ quá, bẻ nhiều rồi nè, dưới này. Mới bẻ hồi sáng mà ta này, ông mới vô tôi cho bẻ chứ nè, dưới nè. Cái vô xin bẻ không lẽ nó không cho bẻ nó trái nó kìa tao nghĩ tay đó được. dưới này mấy cái nhỏ nè, cái tay chà bá kìa đây hả? Phải dưới đây nè. Hết thấy luôn các bạn ơi. Quá trời nhiều trái rồi. Quay bên đây cũng có, bên kia cũng có. Để bỏ gỗ xuống mới được. Vô đây dám cực luôn, ký mấy hả? Đủ 3 chai bia không? Được. Kìa con trái ngó lên kìa. Nhà bữa mình cũng ra mấy cái clip trồng trọt các bạn. Mua hạt giống hết trơn rồi, đất thì cũng cày luôn rồi nha. Bên đây quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Đất thì cũng cài sẵn hết rồi. Hôm qua mình coi quay với các bạn coi. Nói chung quá trời đất trái hạt luôn giống nè. Luôn quá trời. Còn lắm. Ý là sáng nó bẻ một lượt rồi nha. Giờ sao ở đây trái nhiều nè. Sáng bẻ gần 3 ký rồi chứ. Bẻ quá trời heo đó luôn kìa. Quá trời trái thấy không? Nè. Ôi quá luôn nè. Mốt dẫn cái làm cái cầu ỉa đi chứ tư. Thấy không? Sơ sơ sáng giờ tính bán cả 100 ngàn rồi đó. Quá trời đó. Hai mấy ngàn ký rồi sáng bẻ 2 ký mấy. Giờ bẻ khoảng 2 ký mấy nữa, 2 ký mấy nữa. Cái trái này là để lại nè. Để lại đó. Để lại đó, mới móc bẻ nè. Nó bự chứ nó non. Nhìn thấy thì lưng đó. Còn non, đúng không? Cái này là mấy bịch ta? Có chỉ có một bịch hạt giống thôi nha. Một bịch hạt giống của Trang Nông á. Trang Nông tốt rồi. Có
có bịch hạt giống Giang Nông mà trồng được 4.000, mà không gầy bẻ biết nhiêu ký nữa rồi. Đây là mình bẻ không sót nữa nè, không bẻ nè. Quá trời đó các bạn ơi, một gỗ luôn. Đầy gỗ rồi kìa. Mới đi 3 hàng nhiêu? 3 hàng, còn bên đây 1 hàng nữa nè. No, cái này đúng non luôn nè. Đi giờ này nó. Chỗ. Làm giống cái nào không chú ơi? Có làm giống cái nào không? Quá trời luôn nè, hôm qua này quay lại lần 2 nha, nó hơi bị lắc, quá trời lắc rồi. Quá rồi, cháy các bạn ơi. Lắc dữ rồi. Bốn cháy ký rồi. Bốn cháy ký. Quá trời cháy nè. Ông đi ngoài đường ngoài đi, mình đi trong nước ngoài nó thấy. Bẻ mấy trái sót rồi, mấy trái dạ. Bẻ hôm qua hết trơn rồi, sáng qua. Quá trời trái luôn. Quá trời trái rồi các bạn ơi, đầy gỗ rồi, hết nổi rồi. Nhìn hết nổi phải không? Hết nổi rồi, trái trắng luôn nè. Thấy được không? Đây trong mặt trời nè. Đây, trời ơi, rớt hết trơn rồi. Đầy hết trơn. Bữa nay quay nè. Gì? Quá trời, nó gỗ rung sùng rồi. Nhắn cắt bỏ rồi. Bỏ rồi, nó chín thúng. Bẻ hôm đó đi tôi quay ngoài đây đường đâu mà thấy đường nữa quay. Quá các bạn. Quá trời người trai cỡ này. Là ít nữa hả? Ít thì ít. Nó lụm nè chút nào không thấy đâu. Cái này nó bò qua tại vì nó hết chỗ bò nè. Thấy quá trời nha, điện thoại này quay nó hơi mờ quá không thấy rõ nha các bạn. Bắp nó cũng ra cờ quá trời. Cháy quá trời cháy luôn. Nè, nhìn không thấy nha. À, cháy lừ hết trơn nha. Để cầm mấy cây sào thôi nha. Ngày bữa mình mua hạt giống về mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em trồng nha. Phải trồng xong rồi làm clip cho anh em rồi coi cho vui cái gì hết. Mình cũng không có, chưa có doanh thu, không có gì chân nha bạn. Nhưng mà có doanh thu rồi cũng ok chút xíu. Có động lực để mình làm tiếp này kia. Nói chung là có chút xíu nguồn vốn rồi. Nè. Được 2 chuyến thôi nhiêu đây. Trời ơi. Quá. Má dẫn vô ăn nhậu mà còn tha về quá trời luôn nha các bạn. Dẫn anh vô ăn nhậu mà coi hồi sáng mình bẻ hết đợt rồi nha. Giờ không cho bẻ nó cũng kỳ mà anh bẻ cái anh tha thấy ớn không? Trái đẹp không? Nè. Nó sức không? Ông nội mẹ ơi. Cà bắp rồi bắp này không? Mà trái này ngon thiệt chứ. Bóng. Không ăn thuốc luôn nha. Bình thường tự nhiên ta nó tự sống đó. Vậy cũng phải có phân thuốc nha, đừng nó bậy à. Có nhưng ít thôi. Đó chỗ là. Đây là bắp. Đây là trồng sạch. Mình lấy tỏi với ớt nha các bạn. Tỏi với ớt mình trộn chung xong mình pha ra mình xịt. Thì trồng nhà ăn mà, chứ chưa có buôn bán. Chuẩn bị đợt sau này chồng mới buôn bán. Mình cũng vẫn xài vậy. Cứ mình mua cái ớt dụng với tỏi dụng đó. Nhưng cứ đem ra mình đập dập cái mình bỏ vô nước mình pha theo tỷ lệ mình xịt lên với dây thuốc cá. Dây thuốc cá nữa nha. Dây thuốc cá mình đập ra mình lấy nước. Rồi, chào bà con cô bác nha. Cảm ơn bà con cô bác đã xem clip. Bạn con xem clip cho mình xin like nha. Được đăng ký, cảm ơn các bạn.